À, nếu mà anh chị cô chú mà đang lãnh tiền hưu thì có được về việt nam ở luôn không an hay là cái thời gian tối đa mà mình có thể đi ra khỏi nước mỹ là bao nhiêu lâu nếu mà mình đang nhận được tiền hưu đó là cái câu hỏi mà em thấy những cô chú à, hay hỏi an nhất thì trong cái video ngày hôm nay em muốn chia sẻ với lại các bạn các anh chị các cô chú à, thêm những cái thông tin về tiền hưu để mà mình có thể à, mình hiểu rõ hơn và mình tính toán à, cho những cái ngày mà mình uh, tới tuổi về hưu và mình không còn đi làm được nữa nha và nếu như mà anh chị cô chú nào lần đầu tiên coi những cái video của An nhớ cho em một nút like, share, subscribe kênh channel của An và đừng quên nếu như mà cần tìm những cái dịch vụ giống như là khai thuế An làm là thuế thu nhập cá nhân hoặc là nếu như mà anh chị nào mà là chủ tiệm nail thì An làm được thuế cho tiệm nail với điều kiện là mình dùng cái số social của mình để mà khai thuế cho tiệm nail uh, hoặc là ví dụ như để đã khai thuế rồi cần mở những cái chương trình IRA, Roth IRA để mà tiết kiệm tiền đóng thuế và nhớ dùm An cái tiền này thì phải để tới 59 tuổi rưỡi mà An chỉ làm những cái chương trình đầu tư an toàn, ngang ti cho mình là không lỗ theo thị trường hoặc là những anh chị cô chú nào có những cái 401k ở những hãng nghỉ làm rồi bây giờ muốn roll over ra một cái hãng mới cũng có thể gọi cho An 408 661 7689 408 661 7689 nha hoặc là muốn tiết kiệm tiền cho con của mình học đại học à, sau này hay là cho nó một cái món quà nho nhỏ để mà nó có một cái khoản tiền nó mua một cái xe hoặc là nó muốn mở một cái kinh doanh gì đó nó cũng một có một cái khoản tiền lúc đầu thì cũng gọi cho an 4086617689 à, và Bên cạnh đó nữa nếu như mà cần những cái chương trình bảo hiểm nhân thọ giúp mình à, có một cái hồ sơ bảo hiểm để bảo vệ tài chính của gia đình mình thì gọi cho An nha 408 661 7689 để không mất thời gian của các bạn các anh chị các cô chú nữa thì An xin chia sẻ à, xin phép chia sẻ về cái chủ đề ngày hôm nay đó là lãnh tiền hưu SSA có được về Việt Nam ở luôn hay không thì cái tiền SSA này á nó khác với lại cái tiền SSI SSI á nó là tiền trợ cấp cho chính phủ dành cho những quý vị cao niên người Việt Nam của mình hay gọi đây là tiền già thì đây là cái trợ cấp của chính phủ dành cho những cái người à, thu nhập thấp và lớn tuổi ở Mỹ thành ra vì là trợ cấp nó sẽ có Thành ra vì là trợ cấp nó sẽ có nhiều cái điều kiện đi kèm với đó Ví dụ như là mình phải có quốc tịch Mỹ, mình phải trên 65 tuổi Mình phải có những cái điều kiện về thu nhập hay là những cái điều kiện về vấn đề tài sản Nhưng mà tiền SSA tức là tiền Social Security Đây là cái tiền mà khi mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình còn trẻ giống như An nè Mình đi làm mỗi tháng trên từng cái paycheck mình đóng thuế vô cái quỹ Social Security này hay là những anh chị làm nail làm tóc mỗi một khi mà cuối năm khai thuế mình phải đóng cái nó gọi là self employee tax tức là thuế dành cho những người mà có cái công việc tự do ở bên ngoài thì khi mà mỗi lần mình đóng thuế này tức là mình đang đóng thuế vô cái quỹ hưu trí của mình thì khi mà mình tới tuổi về hưu mình được nhận lại cái quyền lợi đó và khi mà là cái quyền lợi thì mình không có bị giới hạn về những cái vấn đề là có quốc tịch hay không hay là có tài sản hay không hay là thu nhập phải là bao nhiêu nhưng mà nó có giới hạn về độ tuổi ví dụ như mình phải đợi tới 62 tuổi mình mới lấy được cái nó gọi là early retire tức còn gọi là hưu non hay là mình đợi tới 66 67 tuổi mình lấy full retire còn gọi là hưu toàn phần và nếu mà anh chị cô chú nào vẫn còn sức khỏe vẫn còn đi làm được mình muốn đợi tới 7 chục tuổi để mà mình lấy cái tiền này thì lúc đó cái tiền của mình nó cũng sẽ được tăng lên và mỗi một độ tuổi mình chọn lấy cái tiền này ở độ tuổi nào thì cái số tiền mà mình nhận được nó cũng sẽ khác nhau để mà các anh chị các cô chú mình biết được á là mình sẽ lãnh được bao nhiêu khi mà mình 62 tuổi mình 65 tuổi 66 tuổi 67 tuổi hoặc là 70 tuổi rất là đơn giản luôn mình lên cái website của sở an sinh xã hội chữ ssa.gov ssa.gov mình tạo cái account với lại sở an sinh xã hội mình đánh đầy đủ những cái thông tin của mình vô thì dựa trên cái social của mình coi mình đi làm ở Mỹ được bao nhiêu lâu rồi mỗi một năm mình đóng thuế như thế nào người ta sẽ cho mình biết 62 tuổi mình lấy về bao nhiêu 66 67 tuổi fully retire mình lấy về bao nhiêu và nếu mà đợi tới 70 tuổi mình có thể lấy về bao nhiêu hiện nay á nếu như mà lấy hưu sớm á ở độ tuổi 62 tuổi Maximum mình có thể nhận được là Cỡ 2.245 đồng Nếu mà em nhớ không lầm Và fully retire sẽ được là 3.300 mấy chục đồng Và nếu mà đợi tới 70 tuổi Thì mình có thể lấy lên tới cái số tiền là 4.000 đồng Cái số tiền này nếu như mà mình ở Mỹ Thì những cái chi phí ở Mỹ rất là đắt đỏ Đặc biệt ai mà ở Cali Ở New York, ở những cái tiểu bang lớn Những cái thành phố lớn Thì số tiền này nó không có đủ để mà là mình trang trải những cái chi phí khi mà mình lớn tuổi thành ra rất là nhiều anh chị nhiều cô chú mình lựa chọn là mình uh, về việt nam mình sinh sống thứ nhất có nhiều người còn có anh chị em có gia đình có người già ở việt nam thành ra người ta về việt nam bạn người ta ở gần anh chị em và cái cuộc sống của người ta với cái tiền lương hưu người ta lãnh ở Mỹ về Việt Nam người ta cũng sống thoải mái hơn rất là nhiều à, so với lại ở Mỹ. Thì um, khác với lại tiền già, tiền già là tiền trợ cấp của chính phủ thành ra nó không cho phép mình đi ra khỏi nước Mỹ quá 28 ngày. Nhưng mà tiền hưu tiền SSA nó là quyền lợi của mình khi mà còn trẻ mình đi làm. Tới tuổi mình về hưu Mình nhận lại cái quyền lợi đó Thành ra nó sẽ không bắt buộc là mình phải ở Mỹ Nếu như mà mình có quốc tịch Nếu như mà các bạn các anh chị có câu chú Mà mình có quốc tịch mình về Việt Nam sống luôn cũng được à, Và cái tiền mỗi tháng Tiền an sinh xã hội, tiền SSA Nó trả ra cho mình, nó sẽ trả vô Cái bank account của mình, mình có cái bank account nào Mình báo cho sở an sinh xã hội Hàng tháng người ta sẽ trả tiền Vô cái bank account đó, mình có thể nhờ Người nhà, con cái của mình bên đây Rút cái số tiền này ra, gửi về Việt Nam Cho mình, hay là nếu như mà Nhà bank của mình mà có những cái chi nhánh Mà ở bên Việt Nam Thì mình có thể ra Việt Nam, mình rút tiền Từ trong cái tài khoản đó ra, để mà mình chi xài những cái nhu cầu cá nhân của mình khi mà mình ở việt nam đó là nếu như mà mình có quốc tịch còn những anh chị, những cô chú nào mà chưa có quốc tịch, chỉ có thẻ xanh thôi Thì nhớ dùm An, mình chỉ được đi ra khỏi nước Mỹ trong vòng thường là 6 tháng Sau 6 tháng, á, người ta sẽ cắt cái tiền hưu này của mình Tới khi nào mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình quay trở về lại Mỹ Thì bắt đầu mình phải apply lại và bắt đầu người ta trả cái tiền lương hưu này ra cho mình Thành ra sự khác biệt giữa quốc tịch và chỉ có thẻ xanh nó cũng có một cái sự khác nhau có quốc tịch các bạn là công dân Mỹ các bạn sẽ được hưởng nhiều cái quyền lợi hơn thẻ xanh thì mình chỉ là thường trú nhân ở Mỹ thôi thành ra mình không có ra khỏi nước Mỹ trong vòng à, quá 6 tháng thì à, nó sẽ có thể cắt cái tiền hưu của mình nhưng mà khi mà mình quay trở lại thì mình có thể mình apply nên thành ra an thấy nhiều cô chú mà mình có thẻ xanh mình hay chọn là đi đi về về giống như là ở Việt Nam ba bốn tháng qua đây thăm con xong rồi và lại về Việt Nam 3 4 tháng gì đó thì đó là cái mà các bạn các anh chị các cô chú mình có thể làm khi mà mình lãnh tiền hưu đó tóm lại nếu như mà mình lãnh tiền lương hưu thì mình mà mình có quốc tịch thì mình có thể về Việt Nam ở thời gian bao lâu cũng được Sở an sinh xã hội người ta vẫn sẽ trả cái tiền này cho mình Nếu như mà mình chỉ có thẻ xanh thôi Thì mình đi ra khỏi nước Mỹ quá 6 tháng thì người ta sẽ có thể người ta sẽ cắt cái tiền lương hưu của mình và khi mà mình quay trở lại Mỹ thì mình phải apply để mà xin cái tiền lương hưu này nha đó đó là tất cả những cái mà em muốn chia sẻ cập nhật cho các bạn các anh chị các cô chú trong cái video ngày hôm nay để mà biết coi là hưu mình lấy được bao nhiêu tiền thì lên cái website là ssa.gov chữ s chữ s chữ a đó chấm à uh, chữ G O V thì mình tạo account. Người ta sẽ biết, người ta sẽ cho mình biết là Fully retirement mình lấy về được bao nhiêu Early retirement mình lấy về được bao nhiêu Hoặc là 70 tuổi mình có thể lấy về bao nhiêu Hồi trước thì người ta gửi thư về cho mình biết Nhưng mà bây giờ sở an sinh xã hội người ta không có gửi thư nữa Toàn bộ là người ta làm online Nên các bạn, các anh chị, các cô chú nhớ giùm An nha Muốn biết tiền là bao nhiêu Lên cái ssa.gov để mà làm Và quan trọng nhất là An chia sẻ thông tin về an sinh xã hội Cho các bạn, các anh chị, các cô chú Nhưng mà An không có có làm uh, giúp apply tiền lương hưu hoặc là apply tiền già những cái dịch vụ mà an làm á là an làm về thứ nhất là về thuế cái thứ hai là retirement planning ví dụ như mình 30 tuổi 40 tuổi mình muốn những cái chương trình giúp mình về hưu ngoài cái tiền SSA ra mình có thêm một cái khoản tiền để mà mình rút ra hàng tháng mình xài từ từ về uh, và có tiền lời ở trong đó không lên xuống theo thị trường thì gọi cho An hoặc là An làm về life insurance bảo hiểm nhân thọ tiết kiệm tiền cho các bạn các anh chị các cô chú nào chưa có quỹ hưu trí và có thêm một cái chương trình bảo hiểm để bảo vệ cái tài chính của gia đình mình hoặc là nếu như mà mình muốn cho con của mình một cái món quà à, để mà sau này à, nó có thể rút ra nó xài hoặc là mình có một cái khoản tiền mà mình không muốn sau này con của mình nhận lại phải đóng thuế nhiều thì có thể bỏ vô những cái live insurance thì gọi cho An để mà biết thêm thông tin nha Cảm ơn các bạn, các anh chị, các cô chú rất là nhiều luôn Lưu ý giùm An, An sẽ không review hồ sơ thuế khi mà những văn phòng thuế khác đã làm Nếu như mà có làm thuế với những văn phòng khác rồi khi mà có câu hỏi hỏi những cái văn phòng đó giùm An Cái thứ hai nữa, An nhận mở IRA nếu mà cần những cái người giúp mình à, mở quỹ hưu trí để mà tiết kiệm thuế thì có thể gọi cho An à, rồi nếu mà có 401k ở những hẹn cũ cần roll over qua những chương trình an toàn cũng có thể gọi cho An số phone rất là dễ nhớ 408 661 7689 408 661 7689 nha bye bye bye